món. Để cô bán bánh cuốn truyền thống chuyên nghiệp, đúng không? Bánh cuốn truyền thống của cô là chuyên nghiệp. Dạ. Cô phải bán cái này để cho người ta có cái, người ta thay đổi. Ở điệp này cô tự làm á, rồi dạ. Mua về tự làm luôn á, mấy trăm ngàn kilo, nếu mà tính là 400 mấy 500 ngàn kilo sợi điệp. Còn cái cua này 1 triệu ký, cá hồi gần 400 ký. Nhưng mà sao có tên là Bách Hoa vậy cô? À, nó nhiều thứ, À, có nghĩa là nhiều cái nhân ở bên trong. Nhiều loại nhân quán. Dạ. Nên gọi Bách Hoa. Nghĩa là kế bên bánh xèo. Nó là Hồng Kông. Dạ. Hồng Kông á. Nhà mình mà Việt Nam mình làm thì nó ngon hơn. Dạ, đưa cái nấu quá kìa. Cái này mình có sợi điệp nè. Đó, sợi điệp là mình cho vô. Đó, rồi mình cho mình vô đó. Ở này mình cá hồi đó không? Có cá hồi nữa hả? Cái này là cua nè, biết không? Cua. Dạ. Cua bể đàng hoàng nha. Cua bể luôn hả? Cua đàng hoàng á. Dạ. Cua này mua 1 triệu ký á. Xuất sắc luôn. Đó, đồ ăn này xuất sắc. Xịn không tự làm. Ở điệp này cô tự làm á. Dạ. Mua về tự làm luôn á. Mấy trăm ngàn kilo, nếu mà tính là 400 mấy 500 ngàn kilo sợi điệp. Dạ. Rồi bự bự ngâm. Tươi á. Sợi điệp là biết là mắc rồi, mà còn giờ còn cua nữa là cũng mắc luôn. Cái cua này 1 triệu ký, cá hồi gần 400 ký. Dạ. Nói chung qua bán cho người ta có món ăn thôi. Chứ mà con bán thì con thấy lời. Dạ đúng rồi. Thấy không, mấy cái xịn quá vậy là nhiêu cố rồi. Rồi nhưng mà mình bán cho nó có món, để cô bán bánh cuốn truyền thống chuyên nghiệp, đúng không? Cuốn truyền thống của cô là chuyên nghiệp, dạ. Cô phải bán cái này để cho người ta có cái, người ta thay đổi, thay đổi tại chỗ luôn, không phải gì thổi vô ăn luôn. Ừ, nóng ngon lắm luôn. Con ăn không, cô tặng con gì? Thấy con ăn hồi ăn bánh xèo với là bánh cô tặng con lại tiền được rồi cô. Cô tặng con là tụi con quay là cô tặng nè. Anh đã biết cô làm, nhưng mà cái này vừa Hồng Kông, nhưng mà mình làm lai người Việt nữa. Lớp mà mình làm đúng theo Hồng Kông thì anh nó khó. Đó, vậy đó. Vậy là không một phần đó. Cô là chủ trong đây hết. Cô là chủ luôn hả cô? Nãy nghe chị nói. Cô đây làm hết á. Mình cô làm hết. Cô làm hết. Dạ. Có nghĩa là tất cả chế biến một mình cô thôi. Từ tất cả không pha bột không này thì mình cô làm luôn. Pha bột này với lại pha bột bánh xèo luôn. À, là mình cô làm rồi nấu nước mắm mình cô làm, cô đang nấu nước mắm dưới bếp á. Nấu hai nồi nước mắm. Rồi cô lên đây cô làm xong quay xuống nấu mắm tiếp. Trời hay quá, mà mười mấy năm rồi đúng không cô? Trời ơi, 40 năm rồi. Mười mấy tuổi đến giờ. Quá uy tín ở đây luôn. À, đây là sếp đi. Nè 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 nè. Cô làm cho con một vé mà anh thử. Dạ, cô. Dạ. Cô làm con biết không? Con biết nem cô bể không? Dạ có. Dạ biết đó, chứ. Đó, để nè. Nè, con nhìn thấy dạ. Cua không? Dạ. Thịt cua thấy không? Sớ cua đó. Dạ, nem cô bể. À, đây là hả? Cá hồi mà cô mua cá hồi mà mua phi lê không á nha. Đó. Chứ còn nếu mà bán ở trong siêu thị mà cái mình mà dây không, nó tăng lắm không được. Với lại nó xương nữa. Tăng lắm không được. Dạ. Con mua đồ xịn con mua không thôi. Cái này cô tự mua tự làm luôn. Thấy không con dạ, sợi điệp không? Sợi điệp tất cả xong làm sạch luôn. Nhìn à, cái cô làm sạch luôn. Cô tự làm luôn. Dạ không, cô đổi cho con một cái không? Dễ luôn đi cô, con ăn ở đây. Cũng hồi con ăn bánh xèo nữa. Cô làm cho con ăn một dĩa, con ăn thử coi tay nghề của mình. Nói thiệt là từ ngày cô bán đến giờ cô chưa ăn. Ăn thôi, ăn đây thôi. Tất cả những đồ cô bán cô chưa bao giờ ăn hết. À. Cô chỉ có làm chứ cô không có ăn. Đó thời giờ đâu mà ăn. Một bánh cuốn bánh hoa đây. Nếu mà gọi bánh cuốn bánh hoa đó là nó hả cô, là nãy giờ là cô làm bốn cái bốn vị đó bánh hoa vị. Còn này là mình gọi này là truyền thống. Dạ. Truyền thống này nó là nó chỉ có là thịt thôi, thịt giờ mình xào lên nè, còn có nữa nha, còn có tôm thịt nữa nha, còn có cuốn tôm nữa nha, còn có tôm thịt nữa, có trứng tôm thịt nữa, còn có trứng tôm nữa nha. Dạ. Có nhiều cái sự kết hợp. Có okay, phải làm vậy cho người ta hôm nay có thích ăn này mai có thích ăn cái khác. Dạ, là ngày nào cũng đến quán mình đó. Đó, còn nếu mà con làm một thứ truyền thống không người ta nhé. Dạ. Cô làm cho con cái phần bốn vị nha cô. Con ăn ở đây. Cô đang ngồi đó thì lát cô làm. Dạ. Cô bán buổi sáng đó con. Dạ, buổi sáng hả? Buổi sáng là cô bán sáng món. Cô bán ở đây nè, trong dạ. Nhà này mới bán ở ngoài 6:15 á. Dạ. Là bán món này luôn hả cô? Bán một chỉ có bánh cuốn thôi, tất cả món này chỉ bánh cuốn thôi. À, dù anh ơi, cho biết nó bánh gì vậy chị? Cái hộp bánh hoa đó là bánh hoa bình thường mà. Câu một phần là bánh hoa bốn vị nha cô. Dạ cô nói sao? Cái gì vậy?
con ở đâu, con là bộ phận nào? Dạ con hay quay clip về ẩm thực, chia sẻ về ẩm thực ở Sài Gòn, mà tại con không có đi quay ở tỉnh mà không quay ở Sài Gòn. Nhưng mà lần đầu tiên con mới đến đây, thật ra con coi rất là nhiều clip của chỗ cô rồi, tại vì lý do là đông lắm. Phải nói trước con một ngày, tại vì á khi con đến con quay á là cô sẽ làm những cái món nó đặc biệt hơn nữa. Đặc biệt hơn là ra nó sẽ có gì biết không, nó sẽ có một cái loại bột, và là bột gì không, bột bí ngô với là bột bột gì không, bột cà rốt. Cà rốt hay vậy? Ngon lắm, nhìn ngon lắm. Có nghĩa là cái bột tráng của mình là bột tráng của mình đang ép nước cà rốt, nha, thành nước cà rốt. Trời ơi, vậy là phải nói cô trước. Cô làm cái clip nó đẹp lắm, nhìn lên đẹp lắm. Rồi ở đây một gì vậy Bách Hoa nè? Con nói nghe anh ơi, giờ học một hết rồi anh ơi. Vậy là con trai không chơi. Anh muốn trả mật đúng không? Cô một phần như vậy là một phần truyền thống là bao nhiêu cơ? Con có 40 ngàn mà trả không 15 ngàn vô. Ba dạ. Con muốn trả mật luôn nha. Trả cho bá luôn. Dạ 15 ngàn vốn của mình. Con bá không có đá đi béo ăn, anh muốn trả mật. Thịt đó của cô là thịt bít xăng nha. Không phải lấy thịt đông lạnh đâu nha. Đây là không có đền đồ đông lạnh đâu nha. Lấy chả lộ đâu. Cô lấy nè, không có lấy chả lụa, bánh cuốn chả mực không lấy chả lụa. Bánh cuốn này chả mực hả? Bánh cuốn chả mực không có lấy chả lụa. Đi vô. Lột giùm mấy con tôm coi. Trong đó tôm lột giùm mấy con coi. Tôm giùm lại. Đừng có lột đó, lột bên trong đi. Để ta đang lột. Tôm về là nó giục á, tại vì nó đẹp, nó sẫm đàng hoàng, nhưng mà nhiều khi nó bệnh không biết được đó, là mình phải giục về không cho tan, tại vì thịt nó cứng. Cái đó không phải là mình giục mình bỏ, mà lát nữa mình sẽ thảy cho trong nhân á cho người ta ăn thì mới gì hết, nhưng mà bán nguyên con về là không bán, tại nguyên con về là phải đẹp vậy người ta mới ăn. Cô bằng áo trắng á. Tôm không là 27 ngàn nữa con, với tôm với chả không là 37 ngàn. Lấy chả mực không có con, không có lấy chả chả lụa. Rồi chiếc chả mực cho bé này đi. Mình phải ăn ít thôi cả nhà. Vừa đụng đũa thôi. Rồi cái đũa này hơi dính, Ngọc để đây, lấy cái đũa khác lau tay cái. Rồi nha, tiếp nha, cái bánh cuốn nha, bánh cuốn bốn vị nha, thấy cô làm là đã hay rồi, còn lúc mà mình ăn thì như thế nào thì phải đợi cái khúc này. Ủa cái này là cầm vô chấm hả? Cầm chấm rồi nó có rớt không mọi người? Chan vô không? Chan vô luôn em. Chan đúng không? Chan, bây giờ anh quay phim cho mình chan. Chan lên. Không, không thích ăn ớt. Đang cay. Kiểu mấy cái món cuốn cuốn này là bánh cuốn này rất là đặc trưng của người Hoa. Rồi, cầm lên. Hơi nóng tay. Nó ngớt rồi sao? Bự quá ta. Cái này là cá hồi, cho nên thành ra là nó sẽ rất là thơm,
Nghĩa là mình cả nhà cắn vô là được rõ ràng cái nhân cá hồi luôn cả nhà. Thơm mà nó dậy mùi cá hồi lên. Xong mà gia vị á, của cái phần nước chấm á, nước tương này á, rất là ngọt ngọt á, mặn mặn ngọt ngọt và đậm đà nữa, người ta đã hợp cái khẩu vị ngọt ghê luôn. À, hai bột của anh hết rồi. Ở ngoài thì cái bột á, cái bột cuốn có một cái độ dai rất là vừa phải, nhưng mà cái bột cuốn nó dai như vậy nó rất là hợp luôn. Ngọc Đen cảm nhận như là cái loại bánh này nó giống như là một cái nhà hàng mà Ngọc đã từng ăn của người Hoa luôn cả nhà. Bánh rất là ngon. Hỏi anh lại gì ta, cắn thử này này, khó gấp nè. Cua thịt cho nó mát cái chị. Vừa có thịt thử lên thơm mà cũng ở đây không có cái sốt cua. Nói chung là cái bánh mà có nhân cua thì nó cũng khá là dậy vị. Hầu như là mỗi bánh nó có đặc trưng riêng hết á cả nhà. Ăn vô từng bánh này là gọi là bốn vị, đúng chất là bốn vị. Nó sẽ làm cho mình ăn nó ngon hơn mà không ngán gì nha. Nó rất là cuốn. Còn đây là vị tôm nè. Một cái bánh cuốn nguyên con tôm nè. Đó, nếu mà cả nhà thấy là bánh cuốn thông thường tôm bọc thôi thì đây là bánh cuốn nguyên tôm ăn cho đã cái nương. Ngon. Còn cái vị gì trong đây nữa? Bốn vị còn vị gì nữa ta? Sao? Ừ, sao đẹp, đúng rồi, nó sao đẹp. Cả nhà thông cảm nha. Tại vì do là Ngọc vừa quay á, rồi vừa nói luôn mà vừa ăn nữa, cho nên thành ra là nhầm khi á, mình gấp cái dĩa nó không được đẹp như là mọi người ăn thông thường, nó nhìn nó chỉnh chu hơn nha. Còn mình gấp nó hơi bị ra ngoài, nó hơi bị tuột nhân. Nhưng mà dù sao miễn là món ăn hơn là được rồi, đúng không cả nhà? Đây, còn sò điệp nữa, bỏ nguyên con sò điệp vô hầm luôn. Tổng chung lại á, là cái gia vị với lại phần á, cái hải sản trong đây chữ Ngọc ăn thì cảm thấy tươi. Không mà gia vị nó lại hợp với mình. Phần nữa là cái bánh cuốn á, cuốn vừa thôi, cuốn mỏng thôi. Mình cảm nhận là nhân nó nhiều và mỏng, bên ngoài bánh nó mỏng, nó ăn rất là ngon. Ok, thấy ngon lắm. Cả nhà có thể là ghé đây thử thử xem như thế nào nha. Ở đây Ngọc nhắc lại địa chỉ cho cả nhà mình dễ theo dõi là số 177, là 177 của đường Phùng Hưng, phường 14 nha cả nhà, quận 5 nha. Từ lúc 3 giờ, đó, 3 giờ cho đến khoảng tối tối đó. Ở đây là đổ trực tiếp, đổ tại chỗ, cả nhà có thể nhìn thấy vừa ăn vừa trình luôn. Hân ngồi ăn tiếp nha, và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye bye, bye bye cả nhà.